khi nào kêu gọi điện kêu đi làm đi bưng quả là biết. Ai mà mày mặt xấu quá cho bưng quả. Long vậy cái fan của bạn em đẹp trai không? Thì bạn học chung với em á. Bóc đi bưng quả. Thì bưng quả thì cũng phải 6 quả với thêm thằng rể phụ nữa là 7 thằng. Thì em phải có 6 trai 6 gái. Kệ quýnh lộn kìa. Quýnh lộn kìa, quýnh lộn kìa. Đâu? À. Đâu đâu? Trước mặt ừ, ừ. À, thì quýnh. Thầy biết. Kìa. Bên phải kìa. Kêu đồng đội xuống. Ủa chỉ đi hai hàng mà. Quýnh thằng đó hả? Quýnh mẹ. Quýnh đó hả? Có nào quýnh chết nó luôn không? Cái gì vậy? Chết mẹ rồi. Đừng mang xuống. Cậu máu luôn. Trời ơi, điện điện xuống. Đâm tao hả cái gì vậy? Có biển số xe đó rồi. Đâm ra hay gì máu không ạ? Đâm ra hay gì ạ? Không, hồi nãy em còn thấy cái tay nó sụt sụt rồi. Thằng bị bắt chắc rồi, bao nhiêu người thấy nó mà. Tao ra chở nó kiếm cái mộ. Cũng đầm mà nói gì máu không ạ? Chưa vậy ta?